Huyện Chư Pương tỉnh An Giang, tín ngưỡng và nghi thức thờ tự. Lịch sử hình thành và phát triển tín ngưỡng thờ ông bà của người dân xã Tà Đảnh. Nhiều thế kỷ trước khi người Việt định cư, xã Tà Đảnh là một vùng đất hoang vu, rừng rậm tâm tùm của vùng Láng Linh. Láng Linh là cánh đồng bùn lầy rộng lớn nằm trong địa phận của ba huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, tỉnh An Giang. Có năm xã giáp ranh: Tà Đảnh, Vĩnh An, Tân Lập, Đào Bụng Cảnh, Tây Phú. Nơi đây chứa đựng nhiều sự tích huyền bí. Vậy tín ngưỡng thờ ông bà của người dân nơi đây ra đời như thế nào và từ bao giờ? Theo sự kể lại của một số người lớn tuổi, như Nguyễn Hữu Thận, Nguyễn Chân Cho, 86 tuổi, sinh sống lâu đời tại xã Tà Đảnh, cho biết tín ngưỡng thờ ông bà đã tồn tại ở đây trên 200 năm. Thời điểm 200 năm về trước, những người xung quanh vô, người Việt định cư, lao động sản xuất, chủ yếu là làm nông nghiệp như làm ruộng trồng trọt chăn nuôi. Những người nông dân thường xuyên đi đến ruộng đồng để thực hiện việc làm ăn của mình. Họ thường xuyên thấy một hòn đá ảm, hòn đá màu đen. Tuy không tròn trịa nhưng có nhiều gốc cạnh cân đối, các mặt khá bóng nhẵn, đường kính khoảng 25-30 cm. Hình ảnh hòn đá tạo mạnh chứ mạnh. Tuy nhiên chất lượng, sự quyền lý trong hòn đá đó còn rất xa lạ. Họ đi làm đồng thường xuyên trò chuyện và mò dẫm trong khu vực gần hòn đá đen đó. Một ngày nọ, một người trong số họ đột nhiên có những hành động và lời nói rất lạ. Người này trong lúc đó không nói tiếng Việt mà nói tiếng Khmer, trong khi người này hoàn toàn là người Việt, trước đó chưa từng biết nói tiếng Khmer. Điều này là cho những người xung quanh ngạc nhiên và cảm thấy rất bí mật. Từ đó họ tin rằng hòn đá đó có một sự tâm linh quyền bí nào đó mà họ chưa thể nào giải thích được. Sau đó có người trong vùng đã nói do đó bản thân họ cũng tâm niệm có thờ có thiên có kiên có lành. Vì thế những sự minh hiển quyền bí về ông bà làm cho họ có cơ sở để đặt niềm tin của mình vào đấng siêu nhiên này. Họ gọi ông bà này là ông bà mơ, vì hòn đá ông bà có màu đen mơ. Họ tin rằng ông bà là người tu hành đắc đạo cao nhất trong tộc người Khmer. Ngày nay, đến giếng với ông bà ở xã Tà Đảnh sẽ có thể quan sát thấy ngoài hòn đá đại diện cho ông tạo mơ. Ông bà có vị trí và quyền năng cao nhất vùng và còn rất nhiều hòn đá lớn nhỏ khác nhau đều được xem là những ông bà thân cận của ông tạo mơ. Việc thờ những hòn đá ông bà này có nguồn gốc ở đâu? Việc này được những người dân sống lâu năm trong vùng kể lại. Từ những câu chuyện của các bậc tiền bối đã lưu truyền từ nhiều đời nay rằng trước đây vào những tháng của mùa nước nổi, tức khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm, khi nước ngập tràn đồng, những người nông dân đi đặt lợp, cắm câu chăn lưới để bắt cá và các loài thủy sản khác. Khi chống xuồng chạm phải những hòn đá lạ thì chống đi không được nữa. Họ đành phải bước xuống xuồng và ném những hòn đá đi chỗ khác. Tuy nhiên, khi về nhà họ phát bệnh lạ, trong người khó chịu, mệt mỏi, kéo dài một thời gian thì ngủ được, báo mộng rằng dòng ngày tháng đó đã chạm phải hòn đá. Đó chính là đá
đại diện cho một ông tà. Người dân trong làng thậm chí là những người lớn từ nguyện dân chú đáng như cầu gia đình được mạnh khỏe, bình an, an cư lạc nghiệp đều có thể đến như là lại chiến chiến cho đất đến tươi xị hữu. Theo ba mẹ con họ, ông bà người Khmer nên cất uống rượu đế để ăn cho đất đến tươi. Cũng có khi những thứ lễ đặc biệt khi đến thực phẩm cho ông tà phải dùng thử một ít trước để ông ta thấy sự tâm hòa bình và chiến thắng cho lòng thành của người con gái và phụ nữ. Đã đến giờ cúng chính của ngày 20 tháng Giêng năm để tiến hành phần lễ cúng. Mời cô bác và anh em thân trang nghiêm thân thân tịnh đồng hướng về ông tà chúng ta cầm hương dâng lên trán giải chúng ta sáng ba sáng chúng con kính giải ông tà lễ kỳ duyên hàng năm nhằm ngày 19-20 tháng Giêng. Hôm nay ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu, dân làng chúng con có sắm sửa lễ nghi bông hoa hương nơm phẩm vật để dân cúng ông tà. Chúng con cầu quay lên ông tà chứng giám cho bao tấm lòng thành của dân du hỗ độ dân làng lành mạnh, bình an mùa màng thuận lợi mọi việc thành công. Xin thành kính ước quay lên ông tà sáng sáng sáng. Mời anh hai tướng trưởng ban chúng ta thu hương để dân dân du. Chính lễ ông tà đã xong, chúng ta quay ra trước bàn thánh thiên đại diện cho bàn Phật giữa trời chúng ta thành đồng sáng ba sáng.
và đồng thời chấp hương linh cán thành tâm cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan phụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, gia hộ cho quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Phần cầu quốc thới dân an đã xong, chúng ta hướng về chính bàn phía bên tay phải để kính lễ và kiếm bàn thờ tổ quốc, bàn thờ cổ quyền thất tổ, cúng ông bà tổ tiên, bàn thờ trống quan quan đờn cụ, bàn thờ đất đai chiên trạch thần hoàng ngũ cảnh, bàn thờ ông thần nông quỳnh đế, bàn thờ chiến sĩ trận vong, những chiến sĩ có công bảo vệ tổ quốc, và bàn thờ những vị tiền bối đã có công trong việc thờ cúng ông bà đã quá cố. Chúng ta đồng thành tâm sáng ban sáng. Phần cúng đã xong, chúng ta quay vào bên trong, hướng về quay linh ông bà, chúng ta thành tâm sáng ban sáng. Phần cúng tập thể đã xong, xin mời chúng ta nghĩ ai có cúng cá nhân thì chúng ta trình tiện. Thank you.
rang tiếng theo cái nghi thức lễ cúng mấy ông tà đó các bạn, là này tống dòng, tống dòng tống binh gì đó các bạn. Mình xuống mình xem cái này là như thế nào các bạn, cũng lâu lắm rồi mình không có được coi cái thả tống binh này các bạn. Hồi xưa là người ta cúng tống binh này nhiều lắm, nhưng mà sau này thì cũng ít lắm các bạn. Các bạn đốt gì, tống là mình đốt luôn không? Đốt luôn, tống rồi đốt, tống rồi đốt. À đốt thả trôi luôn vậy ha? Đốt qua một tàu, tàu thả, thả tàu mà chú suối thả. À, cũng ngộ. Ơi thấy luôn mọi nóng mình. Chưa. Đóng đi. Đó có ghi gì lại chưa có quá? Ôi đây là tống tàu binh đó các bạn, nhìn lâu lắm rồi không được xem. Ôi nghe ủa ba dữ vậy, dữ vậy. Rồi ba vô bé rồi, lái vô bé rồi. Ôi cái ống nước kìa. Lái. Cho cháy luôn. Sao hai tàu liên cặp ngộ ta? Biết rồi. Cháy cái tàu của bả luôn. Hay là mình show quá. Rồi, chắc video mình kết thúc tại đây các bạn. À, đây là chị Bé Tám à, bán bún cua nổi tiếng ở chợ số 10 Tà Lãnh đó các bạn. Bún cua nổi tiếng là ngon nè, đây có giá nè. Rồi bắt đầu bún cua rồi, chuối xay.